Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. 24 giờ qua, Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm cho gần 29.000 lượt người, qua đó phát hiện 55 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, 27 trường hợp cách ly tập trung tại nhà, 5 trường hợp trong khu phong tỏa và 23 trường hợp chưa được cách ly. Bên cạnh việc tăng cường công tác truy vết xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm, các quận huyện đang tích cực huy động, bố trí lực lượng thiết lập các chốt kiểm soát y tế, siết chặt các biện pháp mạnh phòng chống dịch trên địa bàn theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, rà soát, phát hiện người về từ vùng dịch không khai báo, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời thành phố bắt đầu tiến hành áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, từ đó ra lời kêu gọi toàn bộ người dân thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng nhau nêu cao quyết tâm vào cuộc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của thành phố đề ra để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân toàn thành phố chúng ta chung sức đồng lòng để chúng ta quyết tâm thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch trong cái tình hình mới để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chấp hành của người dân sẽ là cái yếu tố quyết định cho cái sự thành công của cái đợt chống dịch lần này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị trong quá trình thực hiện các biện pháp mạnh trong phòng chống dịch hiện nay, các cơ quan, đơn vị địa phương cần linh động, chủ động khắc phục các khó khăn phát sinh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc kiểm soát dịch bệnh tại thành phố.